Xin chào các anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì trong khuôn khổ video này em xin phép giới thiệu cho anh chị về một chiếc dòng xe mới ra mắt là Toyota Avanza 2022. Thì Avanza là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản là số sàn và số tự động. Thì trước mặt chúng ta đây là phiên bản số tự động Toyota Avanza 2022 Premium phiên bản số tự động. Còn màu bạc. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo và phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản. Giá lần lượt là 548 triệu cho phiên bản số sàn và 588 triệu cho phiên bản số tự động. Hai phiên bản chênh nhau 40 triệu thì nó sẽ khác nhau về thứ nhất là về cái giá bán là chênh nhau 40 triệu này. Thứ hai là cái hộp số, một cái là số tự động và một cái là số sàn. Và cái thứ hai là một phiên bản số tự động thì sẽ có trang bị là 6 túi khí, phiên bản số sàn là chỉ có 2 túi khí mà thôi. Và cái điểm thứ ba là cũng là khác biệt cuối cùng là phiên bản số tự động thì sẽ được trang bị cảnh báo điểm mù trên gương, còn phiên bản số sàn thì sẽ không được trang bị. Như đây, phiên bản đây là phiên bản số sàn. Thì về bên ngoài thì anh chị nhìn qua sẽ không thể phân biệt được đâu phiên bản số sàn với phiên bản số tự động đâu ạ. Từ trước ra sau, từ bên ngoài thì nếu mà nhìn là chi tiết nhỏ nhỏ ở gương thì phát hiện được thôi. Còn nếu mà nhìn sơ qua thì không thể phát hiện được. Và trong chương trình tháng 4 này thì bên em đang giảm giá cho phiên bản số sàn là 6 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn phiên bản số tự động thì hiện tại bên em vẫn đang triển khai chương trình là tặng anh chị, hỗ trợ anh chị một chút phụ kiện. Thì để cụ thể như thế nào thì anh chị có thể liên hệ giúp em qua số hotline, em sẽ báo giá chính xác cho anh chị tại thời điểm. Và quan trọng là cũng tùy màu sắc nữa. Đi ở trước mắt chúng ta đây thì là một chiếc Avanza 2021 phiên bản số tự động và màu bạc. Ngoài ra thì năm nay thì Avanza sẽ có 4 tùy chọn về màu sắc. Thứ nhất là màu trắng, là đây ạ, màu trắng này. Thứ hai là màu bạc, là trước mắt chúng ta đây là bản số tự động. Và phiên bản màu thứ ba là màu bạc anh tím, nó là một màu mới của Toyota. Và cái phiên màu cuối cùng là màu đen. Nó có được trang bị 4 màu và điều đặc biệt là không có sự khác biệt về giá tiền giữa các màu sắc với nhau. Avanza thì cũng giống như các dòng khác, xe khác, là bên em sẽ hỗ trợ anh chị ngân hàng là tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Tùy theo cái sự cái tình hình tài chính của anh chị, nếu anh chị cần em tư vấn thêm về màu xe, giá xe, lịch xe cũng như là về trả góp thì có thể liên hệ qua số hotline ở trên màn hình ấy, thì em sẽ báo cho anh chị cái giá chính xác và tính cho anh chị cái bảng kê vay hàng tháng ấy, để anh chị cân đối được cái tài chính nó cụ thể hơn. Trong khuôn khổ video nhanh như này thì em sẽ phép giới thiệu qua về ngoại thất của chiếc Toyota Avanza màu bạc. Và trên video của em cũng làm khá đủ về video của các cái màu xe khác ấy. Nếu anh chị cần em hỗ trợ thêm hoặc là cần xem thêm thì có thể lướt trên kênh em hoặc gọi điện cho em qua số hotline trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.